Rồi xin chào anh em quay lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài cách để chúng ta có thể quay video với con Lumix G7 này. À đừng quên các bạn thấy áo đẹp á thì có thể mua ở đường link bên dưới nha. Ok, rồi các bạn xem video nha. Rồi thì đây là con máy Lumix G7 nha. Trên con máy này có khá là nhiều tính năng, nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái chức năng quay video, cách hướng dẫn cho các bạn chúng ta biết cách cài đặt ha. Còn những tính năng khác á, mình xin phép mình hẹn video sau. Về chức năng video thì chúng ta ở đây có cái bánh xe ở trên này. Đây là cái nút mà chúng ta sẽ bật máy lên nha. Đó, đây là tắt máy. Để xe các bánh xe khác thì chúng ta chỉ cần xe qua thôi. Đó, rất là dễ ha. Rồi, sau khi xe qua bánh xe này, chúng ta sẽ vào cái giao diện chức năng quay video. Rồi đầu tiên chúng ta lưu ý những cái như sau. Ở đây á là khẩu độ nha các bạn. Đây là bánh xe khẩu độ ha. Ví dụ ở đây là khẩu độ nè, 3.5. Thì khi mà khẩu độ chúng ta càng lớn thì cái video của chúng ta sẽ càng tối nha. Chúng ta xây về càng lớn lên thì cái ánh sáng trong video nó sẽ càng tối. Chúng ta để cái mức tốc độ thấp nhất tùy vào cái khung cảnh ha. Còn đây là cái màn chập. Khi mà cái màn chập nó càng mà đóng chậm lại tức là ánh sáng chúng ta sẽ lùa vào càng nhiều, cho nên là chúng ta khi mà muốn video nó sáng hơn thì chúng ta chỉnh cái màn chập nó nhỏ xuống. Mình để số khoảng 50 thôi. Cái thông số tiếp theo mà chúng ta cần lưu ý đó là ISO. ISO thì chúng ta căn chỉnh ở đây, nhấn vào ha. Đó. Thì ISO thì khi mà chúng ta càng để ISO càng lớn chất lượng video chúng ta sẽ càng bị nhiễu, bị hột. Nên là mình để ở mức vừa phải thôi. Ở đây mình để khoảng 400 ha. Ví dụ như video của chúng ta ở cái điều kiện rất là thiếu sáng, chúng ta có thể kéo cao lên một chút, 3.2, 2.6 rồi đó, 6.4. Nhưng mà lúc đó thì cái video nó không được đẹp lắm. Mà đem để khoảng 400 thôi. Rồi để cài đặt một vài thông số của video thì chúng ta sẽ vào phần menu đây ha. Chúng ta sẽ chỉnh một vài cái thông số mà nên chỉnh ở trong con máy này thôi. Rồi có khá là nhiều chức năng thì không thể nào giới thiệu hết được cho các bạn từ từ tìm hiểu thêm ha. Rồi đầu tiên để chúng ta có thể chọn những cái màu sẵn đẹp ở trên máy á, thì chúng ta sẽ vào phần menu. Nhấn nút ở giữa, chọn menu. Rồi chúng ta sẽ chọn ở cái mục đầu tiên và ở cái tab là 1/5 nha. Rồi chọn mục đầu tiên luôn, Photo Style. Rồi thì ở trong đây có rất là nhiều những cái reset màu có sẵn. Chúng ta sẽ áp dụng những cái màu sẵn đây để quay phim nó đẹp hơn. Mình thì mình hay quay video ở những cái thước phim cái màu giống như là Cinematic á, màu cổ cổ á. Đó là màu Cinelight V. Nếu như chúng ta muốn chọn màu khác thì chúng ta sẽ kéo qua đây ha, rồi Tendo nè, đó màu này. Để mà biết cái màu nó khác nhau hay không thì chúng ta cứ test thử từng màu ha. Hiện tại thì mình đang ở trong chế độ mình đang hướng dẫn cho các bạn nên là không có test trực tiếp ở bên ngoài được. Đó, mình kéo qua nữa thì có những màu khác. Màu này thì hơi khác một xíu, mình nhìn ở ngoài là mình sẽ thấy liền nha các bạn. Các bạn có máy thì các bạn cứ thực hành luôn ha. Rồi Portrait Cinelight thì các bạn vừa chỉnh đây chúng ta sẽ nhìn màn hình và thấy cái màu ở sau nó khác liền nha các bạn. Cinelight ở đây cũng là màu dạng như là mạng một cổ điển á, một phim cinematic á, quay lên màu rất là đẹp luôn. Mình rất là thích những cái màu này. Và sau khi chúng ta chọn cái màu á thì ở ngay bên dưới chúng ta sẽ có những cái thông số của cái màu đó, chúng ta có thể tăng giảm tùy ý. Ví dụ như cái màu đầu tiên nè, độ sáng nè, thì ở trong cái reset màu một phim này á, mình muốn nó sáng hơn một chút hoặc là có màu đẹp hơn một chút á, màu vàng hơn hoặc màu xanh hơn thì chúng ta cứ chỉnh ở trong này ha. Đó, chúng ta cứ chỉnh lên xíu nó sẽ sáng hơn hoặc là giảm về. Mình thì mình để mặc định bằng không luôn. Cứ test ở ngoài thì các bạn sẽ thấy ngay cái sự khác biệt của cái màu đó liền ha. Ở dưới cùng là màu nè. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua cái phần đó là phần về chất lượng video ha. Rồi các bạn chọn ở cái mục này nha và chúng ta kéo xuống cái phần 1.5 ha. Đây 1.5, chúng ta kéo xuống vào phần Red Quality. Rồi ở trong đây nó có những chất lượng video như sau, chúng ta cài đặt để chúng ta sử dụng cho nó video đẹp hơn ha. Cái đầu tiên á, ở trên cùng bên đây nó có hiện thông số cho các bạn xem nè, là độ phân giải là 3840x2160, 30 frame tối đa của nó là 30 frame. Rồi cái thứ hai là 24 frame đây ha, nó hiện 24 frame ở đây luôn. Rồi ở phía dưới là chúng ta có 1080 đây, nhân 1920 x 1080 độ phân giải ha, 60 frame. Và tiếp theo là xuống nữa là
0.80 và 30 frame. Và qua tác thứ hai thì có 1280x720 ha. Chất lượng ở cái video này nó sẽ hơi xấu nha. Và xuống chất lượng khác nữa đó là 640, nó sẽ thấp hơn. Ở đây chúng ta chỉ nên quan tâm những cái thông số, bốn cái thông số đầu tiên thôi. Cái 4K 30 frame, 4K 24 frame và cái Full HD 1080x60 frame. Cái đầu tiên thì 4K 30 frame á, ở đây thì chất lượng cái dung lượng video nó hơi nặng. Tuy nhiên đổi lại là chất lượng video rất là đẹp ha. Nhưng mà nó sẽ tốn pin các bạn, cũng như là tốn cái dung lượng thẻ nhớ rất là nhiều. Tiếp theo là 24 frame. Thì mình thường hay quay những cái khung hình tĩnh đứng im nên là mình chọn khung hình 24 frame. Mình hay sử dụng chất lượng video này. Tiếp theo, khi mà chúng ta muốn quay video ở những cái muốn chuyển động nó chậm hơn một xíu á, cho chất lượng video nó mượt hơn á, thì chúng ta chọn ở 1080x60 frame nha. Tuy nhiên á, ở chất lượng này thì nó sẽ không bằng được 4K. Mục đích ban đầu chúng ta mua máy này á, là để sử dụng cái tính năng quay 4K. Cho nên là các bạn cứ tối ưu và sử dụng ở trên này ha. Thì chúng ta muốn quay những chất lượng video nó đẹp hơn, xịn hơn thì chúng ta nên trang bị những thêm một cái thẻ nhớ, có thể là hai cái thẻ 32GB hoặc là hai cái 64GB. Ở đây mình dùng hai cái 64GB ha. Và chuẩn bị thêm một cục pin dự phòng. Thì khi mà mình quay 4K thì cái chất lượng video nó hơi nặng á, nên là sẽ tuột pin rất là nhanh. Tiếp theo chúng ta sẽ để ý cái phần đó là Continuous AF ha, tức là chức năng tự động lấy nét. Tuy nhiên á, cái con máy Lumix 17 này có một điểm hạn chế là cái chức năng tự động lấy nét nó hơi kém. Cho nên á, khi các bạn quay những thước phim video á, chúng ta nên để ý liên tục coi nó có bị ao nét không nha. Thì đó là cái điểm hạn chế của con máy này. Nếu chúng ta muốn quay video mà sắc nét hơn, bật nét tự động thì chúng ta có thể sử dụng bên Sony. Tiếp theo tới là Canon. Sony là mà đỉnh nhất ở cái phần lấy nét rồi. Thông thường thì mình để, nếu mà để on á, chức năng tự động lấy nét của nó trên con máy này á, thì cũng không có được bao nhiêu đâu. Nó mình để off on gì cũng được. Ở các cái phần này thì các bạn cứ để nguyên y chang như mình nha. Video này mình chỉ hướng dẫn sơ sơ về những cái cách setup để chúng ta cho chức năng là quay video thôi. Vì khi mà mình hướng dẫn dài quá thì anh em sẽ không có xem. Cái phần mic level đây tức là cái phần test chức năng thu âm. Để cho mặc định thì chúng ta để mức 0 mặc định nha. Đây là những cái âm thanh xung quanh nè mà con máy thu âm được. Đây là cái giọng mình đang nói nè. Rồi thì trên đây là cái phần giới thiệu sơ sơ về cái quá trình chúng ta cài đặt máy để chúng ta có thể set up cái chế độ quay video. Ở đây thì mình đang xài lên 1442. Ví dụ như chúng ta muốn quay cái vật thể là cái nắp Lumix này ha, thì chúng ta có thể là canh chỉnh cái ống len này. Đó, zoom xa zoom gần. Đây ha, ví dụ đây ha. Đó, chúng ta có thể là zoom gần nè, hoặc là zoom xa. Nên các bạn cứ test từng chế độ, từng màu sắc. Sau khi chúng ta biết được những cái thông số, những cái tính năng của những cái khẩu độ màn chập rồi á, hoặc ISO rồi, thì chúng ta sẽ biết cách chúng ta điều chỉnh lại cho nó phù hợp hơn. Ví dụ như ở đây ISO sáng quá thì chúng ta có thể chỉnh cho nó giảm về một chút, ví dụ như 400. Thì điều kiện sáng của các bạn là ở môi trường nào. Rồi thì trên đây là phần giới thiệu sơ qua về con máy Lumix G7. Thì nếu các bạn thấy hay á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì nếu như có yêu cầu nào á, bạn cứ để lại comment bên dưới ha.